Nó đâu, nó đâu? Nó bắt được em. Ra rồi, ra. Đó, hai thằng kìa. Một anh ơi. Ok, thằng này yếu. Rồi rồi, lốt. Nó đẩy này, nó đẩy mình này. Hốt hàng, hốt. Vô anh ơi. Rồi. Trời ơi, ghê chưa? Có đi kìa anh. Hốt, rồi, anh hốt rồi. Tự nhiên có hàng cho mình hốt, hay thiệt. Cái chuyện này mình đưa. Đứa của em thì mình chỉ cần một khẩu súng thôi cả. Đúng rồi. Không cần nhiều đó. Đúng rồi. Có polo luôn hả? Ờ ok, để tí nữa mình lấy tiếc polo cho bạn xem nè. Bức trận này gặp polo hả? Ai mà biết được. Rồi nó bắn nhau đi xe đông ngoài đây nè. Hấp dẫn lắm. Polo chuẩn bị lên bảng điểm số với mình chữ các bạn. Tốt phép ít thôi. Polo cũng chỉ là polo thôi. Một chục polo cũng chỉ là cái tên thôi. Đừng nói nữa. Rồi hồi nãy anh thấy bắn nhau ở bên đây nè. Bây giờ anh sẽ lượng khi nào mà anh tông trúng một thằng hoặc là anh kêu em nhảy xuống đơm nó là em phải nhảy xuống đơm nó. Sau khi đơm thì okay. Mình sẽ chạy lên xe lại. Ok không? Ok. Đơm xong chỉ cần nó gục. Chỉ cần nó gục là mình nhảy lên xe lại. Ok. Kiểu giống như mình giang hồ á, giang hồ mà xuống quất một cái lên xe bỏ chạy em. Đừng có mà giang hồ nha. Đặt cái mặt mình, cái nhà xe đằng sau lưng anh ơi. Ok. Trên nóc nhà lò hả? Bao nhiêu thằng á? Em xác định được bao nhiêu thằng? Em thấy có một thằng áo trắng thôi. Nó đâu? Nó bắt được em. Ra rồi, ra. Đó, hai thằng kìa. Một anh ơi. Ok, thằng này yếu. Rồi, lút đồ. Tốc độ. Lên xe. Rồi, xe tới. Nó polo qua xanh mình quá. Nó đẩy mình này. Hốt hàng. Yếu anh ơi. Rồi. Trời ghê chưa? Anh tông trúng là em thấy tông trúng là nhảy xuống đơm xong rồi nhảy lên xe lại. Đơm mà gục xong rồi nhảy lên xe lại. Không lúc đồ luôn hả? Không lúc đồ luôn. Cứ đơm, cứ thấy anh tông trúng hoặc là mình đơm được á, mình cứ đơm gục xong rồi nhảy lên xe lại. Ok. Giờ đánh cơ. Nhưng mà cái ôi, ai đúp bên luôn. Coi chừng thằng đầu kia nó bắn trúng mình anh, nó có thằng tỉa đấy. Không bắn trúng đâu, bắn quốc hình tỉa trước nè. Ôi ơi, cái gì bạn? Đụng nhầm rút rồi. Ôi trời ơi. Lên xe em. Trời ơi. Là một pha giật gân vậy em. Em bấm nhầm nút nhảy. Nó chui vào nhà hết rồi, nó không có ra nữa rồi. Ôi trời. Mày láo nhảy xuống. Ai? Đơm. Ui, kéo lên. Hay. Tuyệt vời. Bạc tuyệt vời. Có 400 xu tí nữa để cứu, để dành cứu. Trời, em có 1.100 xu rồi. 1.100 luôn hả? Anh mua gì không? À, thấy gì không? Hốt nó luôn nè. Hốt. Bên này anh ơi. Lên xe. Lên lầu kìa. Lên nhà luôn. Lên. Ở dưới, không phải trên. Ok. Đây này, rồi, vô nha. Ủa, hay. Mày bị điên à? Truy cập ngay vào trang web garena.vn và nhấn bình chọn ngay cho AS Mobile ở hạng mục streamer được yêu thích nhất năm và streamer xây dựng cộng đồng xuất sắc nhất năm. Thời gian bình chọn từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12. Một tài khoản được bình chọn một lần mỗi ngày và không giới hạn số ngày tham gia bình chọn. Nhanh tay bình chọn ủng hộ S nha. Rồi xong. Rồi đi thôi xong. Rồi hốt nó luôn nha, nhảy xuống hốt luôn nha. Hốt. Rồi xong, lên. Lút đồ luôn. Ok rồi, em vô đây được rồi. Chụp trái keo rồi. Tông trúng cái hốt hoặc là mình tới gần là hai thằng mình xuống hốt là vừa đẹp luôn. Ok. Còn mấy thằng mày tới nái rồi. Giờ kìa bóng keo trước mặt luôn. Ok, từ từ nha, cái này từ từ hốt nha.
quan trọng là chưa thấy nó ở đâu á. Hình như nó bị trên tròi bắn quá. Đúng rồi, hình như bị trên bờ tròi bắn á nên nó mới chết ở dưới đó. Còn trên tròi tính sau đi. Ồ, từ từ nha, đừng có nhảy xuống nha, đừng nhảy xuống nha. Trên nhà hai thằng từ từ. Mày tới số rồi con à. Mày làm gì được? Hai thằng nó đang chạy. Làm gì được? Làm gì? Giờ mình chơi tròn vòng tròn nó luôn hả? Đúng này. Làm gì được? Làm gì? Hai thằng thôi tính sau đi. Hai thằng trên chòi nữa. Rồi một thằng sát cái chòi nãy luôn á. Đấy. Ba thằng rồi. Còn hai thằng nữa đúng không? Hai thằng nữa. Đỉnh đó mọi người. Được của nó đấy. Rồi đó luôn á. Nó trên luôn rồi anh. Trên luôn rồi. Vậy là hai thằng trên này mình hốt được em. Ui, thôi em xin lỗi. Từ bơm máu đây. Em xin lỗi. Bay đầu. Nhây với nó bắn đau ghê á. Rồi chạy đi tí nào coi mà chạy mà. Ui thôi. Chạy em ơi. Chạy. Làm gì? À nó tính hốt mình nè. Thôi. Ơi, hàng về em ơi. Hàng về. Xong. Rồi còn hai thằng trên đấy với một thằng trên tròi nữa là ba thằng. Đúng rồi. Nó muốn bắn xe mình. Từ từ. Rồi xong, lấy xe. Ôi trời ơi. Nó đang chạy xuống, sẽ đẩy nó luôn em, đẩy nó luôn. Đẩy bọn này luôn. Kìa. Thằng trời nó bắn mình á anh. Ok. Mình cứ trụ đây đi. Anh nghĩ là mình qua bên cánh trái mình đục keo cho cái thằng kia nó hết keo. Okay, đi. Ok. Đúng rồi, cho thằng kia nó hết keo đi. Dựng cái keo qua bên cánh trái như thế này nè, bắn cho dễ nè. Đó, rồi, đó, rồi đứng đây bắn nè. Cắt máu là đấy rồi đó. Rồi, xong. Trời nó bắn chết rồi. Chết polo rồi. Rồi. Chết polo. Rồi thằng trời. Trời nó xuống nè. Xuống gì quật cái gì ba. Ba bắn con người ta gần tới nái luôn ba quật. Đục. Vô anh ơi. Trời. Đến. Trời. Mượt. Như chưa bao giờ được mượt. Giáo khoa này. Đúng sách giáo khoa luôn em.